Trưởng các đội bóng cùng đông đảo vận động viên, cổ động viên, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân có mặt hôm nay khai mạc giải bóng đá nam đoàn viên thanh niên phường Tam Quan mở rộng năm 2020. Đó chính là lý do của buổi khai mạc hôm nay. Về lãnh đạo phường Tam Quan, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Minh Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Thiền, trưởng Công an phường. Xin trân trọng kính giới thiệu anh Trần Văn Mẫn là nhà tài trợ chi bộ trong toàn phường. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là trong tổ trọng tài, tổ y tế, trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng, bí thư, phó bí thư, các chi đoàn cùng đông đảo vận động viên và cổ động viên của các đội bóng cũng có mặt trong buổi khai mạc ngày hôm nay. Xin chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về chương trình khai mạc hôm nay bao gồm cá nhân, tập thể, các nhà tài trợ cho giải đấu. Thưa các đồng và bà con nhân dân thân mến, hòa chung với khí thế đoàn viên thanh niên của cả nước nói chung đang ra sức tổ quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay tại sân cỏ HT thuộc khối 7 thị trấn Tam Quan, Ban chấp hành đoàn thị trấn Tam Quan phối hợp 2020, giải đấu lần này sẽ tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong toàn thị trấn, học hỏi hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên các chi đoàn và đoàn bạn. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân ngành thể thao thị trấn cùng chi ủy, chi bộ, chính quyền và các hội đoàn thể ở các. Tôi cũng đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phải phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết tạo nét đẹp văn hóa trong cân bằng và đúng luật, tạo tâm lý thoải mái nhất cho các đội bóng tham gia. Và tôi tin tưởng rằng thành phần quan trọng không thể thiếu cho mỗi giải đấu là những cổ động viên hãy luôn cổ vũ nhiệt tình, tạo động lực thi đấu biểu cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe. Chúc giải bóng đá của chúng ta thành công. Tiếp theo chương trình xin mời vận động viên Nguyễn Công Tuấn đại diện cho vận động viên Hứa Quyết Tâm. Xin mời ban tổ chức, tổ trọng tài cùng toàn thể các vận động viên tham gia giải bóng đá mở rộng phường Tam Quan năm 2020. Tôi là Nguyễn Công Tuấn, thuộc đội bóng trường học sở Tam Quan, xin đại diện cho toàn thể vận động viên xin hứa tham gia giải trên tinh thần là vô tư, trung thực, đúng luật, đúng điều lệ, cống hiến những trận đấu đẹp. Xin hứa. Quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đội bóng về tham dự giải, tôi tên Nguyễn Hoàng, xin thề sẽ làm việc trên tinh thần khách quan, vô tư, đầy trách nhiệm, đúng luật. Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng. Xin mời đại diện các đội bóng lên bên trên để nhận hoa từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Cương, đồng chí Trần Minh Bảo, đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên và đồng chí Trần Thị Thu Sương sẽ lên bên trên để tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng. Xin mời để nhận hoa từ ban tổ chức. Cố gắng đá rồi cấm rồi, cứ 1, 2, 3 biết theo nhưng diễn các đội bóng. Xin tất cả chúng ta trong một tràng hót tay chúc mừng đội bóng khối 5. Trân trọng kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng nán lại để thưởng thức các trận đấu của buổi sáng. Rồi. Đây em cầm bông đi. Đây Tiều cầm bông về tặng cho người yêu. Bỏ đồ vô luôn. Chiếu ra thì trọng tài nhắc một xíu không? Trong luật sân nêm thì đã áp dụng theo luật sân nêm đúng luật nha. Y vậy, đã lộ 4 giây này, rồi các cái tình huống trên sân đều đúng luật. Nha. Bóng liên tục chứ không có tự động mà mình dừng là mất lộ. Chưa? Còn những cái quả bóng mà nếu mà người ta chưa giãn thì yêu cầu trọng tài. Coi, giữ đi trọng tài.
Tức là mình phải nói cho trọng tài người ta lui ra để người ta lỡ đá nhanh nha. Có mấy tình huống đó thì chú. Kính thưa quý vị, để chào mừng đại hội đảng bộ thị xã Hòa Nhơn lần thứ 20 được sự cho phép của huyện đoàn Hòa Nhơn, được sự cho phép của ủy ban nhân dân thị trấn Tân Quan, hôm nay thị trấn Tân Quan tổ chức giải đoàn viên thanh niên mở rộng Thanh Đông. Số 6 Ngọc Quy, số 3 Thành Đạt, số 9 Xuân Thới, số 5 Lào Văn Thọ, số 8 Trận đấu năm vừa sẽ bắt đầu. Kính mời quý đội trường trung học được quyền phát bóng lên. Và đội trường trung học được phát đây, chúng ta có thể thắng không? Số 2 không được rồi. Hậu vệ của trường của khán năm được rất tiếc về đường truyền của cầu thủ số 10 của đội số 5 truyền nhân cầu thủ số đồng đội số 5 của khán năm không theo kịp. Đội trường được thưởng quả đến đá viên. Đúng cái mắt lúc này là số 2. Duy Tân xuất xa và không khó đối với thủ môn của đội số 5. Rất tiếc. Vào sân, không vào. Rồi, chúng ta của trường trung học cảm phá thành công một quả sức rất gần của tiền đạo đội gì có năm. Xuất sắc. Một lần nữa thủ môn của đội trường cảm phá thành công. Đội trường được thưởng quả đá biên. Cao quá tao ơi.
Đội có 5 được hưởng quả phạt góc. Và đội tiền được đi hướng quốc mất. Không, không qua được sự tẩu phá của bảo vệ. Cô Năm thành lưỡi bộ nữa. Rồi đây này. Và rút chỉ á. Ừ, bấm ra đi hết. Ừ. Đội có 5 được hưởng quả và trọng tài đã yêu cầu cầu thủ chúng ta để bấm dừng. Và tiền đạo của đội khối 5 không thể được kịp được bóng. Vừa rồi đội trường phạm lỗi. Lỗi thứ nhất của trận đấu. Rất nhanh, một lần nữa thế nên Nguyễn Duy Tân của đội trường xuất sắc cảm thấy thành công. Thanh tĩnh và cầu thủ số 10 của đội khối 5 phạm lỗi. Chúng tôi xin thông báo thêm một trận đấu Busan thì trong một hiệp đấu đội nào phạm lỗi thứ 6 sẽ được hưởng quả penalty. Một lần nữa Duy Tân cầu phá thành công. Không sao. Rất tiếc vừa rồi cầu thủ rất nguy hiểm của đội trường trung học cơ sở điểm bóng, nhưng rất tiếc cú điểm bóng quan không thành công. Một lần nữa thủ môn của đội của thủ môn Duy Tân rất xuất sắc. Thủ môn được quyền phát bóng lên và đội trường được hưởng quả đá biên. Duy Tân, Duy Tân chuyền ra đây, phút xa và thủ môn Nguyễn Thái của đội khối 5 đóng gọn được bóng. Thanh tiến và thành đạt đã chìm bóng nhưng đồng đội của anh không theo kịp. Chạy bánh mẹ vẫn là thanh tĩnh. Chia cho đây kịp không? Không kịp rồi. Đứng phía
Khen nào. Bám ngay chậm hậu vệ của đội trường đi hết đường biên và đội Khối Năng được hưởng quả phạt góc. Căng mắng tiếp tục một pha phạt góc. Không thành công. Bóng đi ra xa cầu môn. Đội trường được hưởng quả đá biên. Và đứng trước máy bóng này vẫn là Thanh Tĩnh. Tiếp tục là một pha. Cắt cái đây này em ơi. Cắt đây. Thanh Tĩnh. Dám chê. Thanh Tĩnh không? Đá bóng vào trung tâm. Vừa rồi Thanh Tĩnh đã không thành công trong pha tấn công của mình. Như vậy, xuất xa, đáp xuống là không chính xác. Thế bộ và số 7 Văn Mẫn của đội Khối Năm không chế không thành công. Không thành công rất tiếc người này. Cầu thủ số 7 quá đồng đội, cho nên là anh đang mất cơ hội. Như vậy cho đội Khối Năm. Và trong túng của đội trường không chế thành công phản ứng của mình. Không à, bóng nó chạm vào sân hiếm nhưng rất tiếc là bóng đi cột dọc trong găng tắc. Thành Đạt chưa bấm ra đây. Bắn hết. Sinh viên xuất tâm nhưng rất tiếc bấm phải chính xác. Mà không rồi, cuối cùng cầu thủ Trần Văn Mẫn cho đội Khối Năm đã đưa bóng về lưới mở tỷ số cho đội Khối Năm. Rồi, giao bóng này tiếp tục này. Và thêm các nhà tài trợ, cầu thủ mở tỷ số xin được tặng một thùng bia Quy Nhơn. Đây.
Tiếp tục. Di Tân, Thanh Tịnh, bạn bè đừng buồn. Con bên chụp mờ. Đội thứ năm được quyền hội ý. Lần thứ nhất, quyền hội thứ nhất. Món gì chúng ta? Chúng ta vừa xem qua trận đấu rất là căng thẳng với hai đội. Hết màu hả? Và xuất bóng mình thích xuất bóng nhưng rất tiếc là cú sút qua đây lọt sàn ngang. Rất tiếc Thế là
Minh trưởng truyền bóng nhưng rất tiếc là không xuất sắc. Một lần nữa Nam Hải đã nâng tỷ số lên 3-1 cho đội Số 5. Một pha solo rất đẹp mắt của đội cầu thủ Nam Hải Số 5. Và đến lúc này trọng tài Hiếu Hoàng đã kêu gọi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Hiệp thi đấu thứ hai. Và giao bóng quyền về đội Trường Quang. Và cầu thủ Xuân Hiến đã phạm lỗi. Đứng trung tâm lúc này là Văn Vĩnh, số 15 của đội Trường. Không thành công, bám đã chạm vào hậu vệ số 9 của đội Số 5 đi ra sân. Thánh Tĩnh đi về với thủ môn. Thủ môn chuyển ra xuất sắc, không thành công. Rất tốt, một đường truyền thông minh của cầu thủ số 9 nhưng đồng đội số 10 của anh không thể kịp được bóng. Chí Tân ném bóng ra, không thành công. Nguyễn Tài. Và cầu thủ số 7 Minh Trưởng của đội Trường đã rút ngắn tỷ số 2-3 cho đội Trường Trung học Cơ sở Tam Quan. Cầu thủ số 7 của Trường đã xuất bóng nhưng rất tiếc ném được chạm vào điểm nối của Thiên Thần và đi ra ngoài. Bóng đã chạm vào một hậu vệ của đội Số 5 để hết đường biên của Trường, xin lỗi, của Trường để hết đường biên và đội Số 5 được hưởng quả phạt góc. Và Thanh Tĩnh đã phạm lỗi. Đó mới cầu thủ của Số 5 ra sân không vào, rất tiếc. Tiếp tục là một quả đá phạt không thành công. Thủ môn Duy Tân được thưởng quả đá biên. Thủ môn lỗi đá biên. Chúng ta các cầu thủ chúng ta lưu ý là không đứng vào trong sân đá biên.
Và cầu thủ số 9 thành đạt của đội số 5 đã đi bóng ra ngoài sân. Và đội trường của thủ quả đã đi. Và đội số 5 được bị thuận lợi thứ hai. Nắm là chạm tay. Bóng nặng vào tay cầu thủ Văn Mẫn và tiếp tục đội trưởng được hưởng quả đá phạt. Bóng dính không thành công. Rất tốt. Cũng đây chúng ta có phản xạ kịp thời, đáng phát, chỉ xuất rất nhanh của thực cầu thủ thành đạt và đội số năm được hưởng quả đá phạt góc. Và rồi và có thể Văn Mẫn đã ghi được hat-trick của anh trong buổi sáng hôm nay, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội số 5. Rồi, giao bóng tiếp tục này. Có lẽ như chúng ta có quan sát như vậy. Số 5, đội số 5 có chủ đề trẻ hơn. Cho nên chúng ta thấy những đường bóng của các cầu thủ của năm nhanh nhẹn hơn và đội số năm được hưởng quả đá biên. Một cú sút mới xảy ra nhưng rất tiếc bóng không đi vào lưới. Và cầu thủ của đội số 5 để đóng quá 3 giây. Duy Tân 1 một kịp chưa? Số 10 của đội số 5 được cú tạt bóng. Xuân Chiến rồi số 5 tiếp tục thực hiện quả đá biên. Anh Đạt Khánh Đạt mọi người trường được hưởng quả thành góc. Thanh Tĩnh đứng trong bóng là Thanh Tĩnh. Xin lỗi Văn Vịnh. Bóng đã đi hết đường biên. Đúng rồi, vô. Đường lên để tỉnh lại này. Cho bẻ nó dặn. Đúng không vậy? Đá trận rồi, xéo giờ với Mỹ Lộc đi. Xéo cầm khóa đối với thủ môn Duy Tân. Bóng dính Thanh Tĩnh số 1 của đội số 5 cú đá bóng không thành công. Đây, hiên, ta này, đúng không?
Duy Tân. Đáp đây đi hết đường biên. Thành Đạt. Và quân đi tiếp tục. Một lần nữa chúng tôi Duy Tân. Thay bên kia, thay bên kia. Đội trường tiếp tục. Đội trường thay đúng người. Không có hôn ta nhá. Thay tự thay đi. Hôm nay mà sao lắm ta. Chập đi. Không nào. Để dạy là con rồi. Không báo ông ta nha. Chứng kiến. Thành Đạt. Chứng kiến. Xin lời đi. Và đội số 5 được hưởng quả đá đi. Đứng trên bắn bóng này vẫn là vẫn bóng. Thành Đạt, được không? Tiếp tục vào một khóa, đá đi. Thành Đạt. Chú Hiên, tiếp trả. Và chú Mắn đánh xuất sắc, em gặp một bóng. Được không? Chút. Một lần nữa. Một lần nữa chúng ta xin ra sự trở tài của hai cầu thủ số 10 và số 10 của hai cô đội trường. Tiếp tục một quả phần góc. Bên cái mắt con lúc này đang là Thành Đạt. Ái mình là biết là giáo hệ đưa chắc anh tập trộm giáo hệ đưa chắc anh tập trộm giáo hệ đưa chắc. Không nào. Một cú xuất xa người áo của Văn Mẫn. Nhưng rất tiếc cú xuất xa đây đi chạy cầu dập trong căng tóc. Duy Tân. Thắng tính. Không thành công. Một cú sút của Đăng Vĩnh nhưng rất tiếc cú sút của anh đi chạy cầu dọc. Hữu Chiến. Thành Đạt. Một. Đám đi hết đường biên. Và đội trường được hưởng quả sắc bắn lên. Duy Tân. Bóng không qua khỏi hậu vệ số 6 của đội Công An. Trương Hiến. Rồi tiếp tục. Không thành công. Thành Đạt. Rồi đây đây. Đây đây đây. Minh Phúc. Một. Thành Đạt. Xin chào. Nhưng bắn nó chặn vào hậu vệ của đội trường chỉ hết đường biên. Và đội số 5 được quyền thủ ý lần thứ nhất của hiệp thi đấu.
như chúng ta đã quan sát, đội thứ năm sở hữu các cầu thủ rất là chất lượng và đã ghi được nhiều bàn thắng, tạo ra những pha bóng đẹp. Và cầu thủ số 6 của đội có 5 đã bị đa. Tiếp tục quán bắn nó vào sân. Được rồi, chú môn của trường một lần nữa rất xuất sắc, tặng vật thành công của chúng ta của tiếp tục đội trường được hưởng quả đá biên. Mặc dù cầu thủ của đội trường đã đi bắn về lưới nhưng rất tiếc đây là không phải là đúng luật. Điểm ghép rất nghiêm nghị của Hồng Vũ đã nâng tỷ số lên 5-3 của đội của năm. 5-2 xin lỗi, 5-2. Có lẽ như là tuổi tác của các thầy đã lớn hơn cho nên chúng ta nhận thấy các thầy đã thấm mệt. Chúng ta hãy cổ động cho các thầy đủ sức thi đấu tiếp theo ạ. Một lần nữa thành đạt cho được không? Wow, đông nóng một lần nữa đã nâng tỷ số lên 6-2 và đã nâng tỷ số của anh lên 4 bàn trong hiệp đấu này, trong trận đấu này. Các cổ động viên của trường này ạ, hãy cổ động cho các thầy đi thôi. Quán bóng thành đạt không thành công. Wow, một lần nữa cầu thủ số 10 Hoàng Vũ của số 5 đã nâng tỷ số lên 8-7-2. Rồi tiếp tục này. Quán bóng Hoàng Vũ, Hoàng Vũ ở quán bóng là những đôi chân nhanh nhẹn. Nguyễn Chiến, Nguyễn Chiến, Xuân Chiến. Xuân Chiến không bắn, không vào. Tập đi. Đánh cái. Ở đây nè.
Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Nắm bắn. Không phải. Hàng nữa được phát tra nguyên một lần nữa. Thế nên cái này đã truyền được xuất sắc tăng hóa thành công. Mặc dù thế nên của đại trường rất xuất sắc, nhưng anh cũng không cảm phá nổi những pha bóng tấn công như vũ bão của đội thế nên. Đến giờ phút này trọng tài Hữu Hoàng đã nhìn đồng hồ và đúng như vậy, trọng tài Hữu Hoàng đã khởi tài kết thúc hiệp thi đấu thứ hai với tỷ số 7-2 nghiêng về đội số 5. Tiếp theo mời hai đội số 1 và đội số 4 ngồi sân cơ động cho hiệp trận đấu thứ hai buổi sáng hôm nay. Ngang rồi, mày đứng mày làm chứng cho nghe mày đá nữa mày, không đi mày đi Sài Gòn nữa đi. Chắc là không nổi, tiền được chưa? Bao đâu? Khai mạc giải bóng đá nam đoàn viên thanh niên phường Tam Quan mở rộng năm 2020, đó chính là lý do của buổi khai mạc hôm nay. Về lãnh đạo phường Tam Quan, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Minh Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thiền, trưởng Công an phường. Xin trân trọng kính giới thiệu anh Trần Văn Mẫn là nhà tài trợ chi bộ trong toàn phường. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là trong tổ trọng tài, tổ y tế, trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng, bí thư, phó bí thư, các chi đoàn cùng đông đảo vận động viên và cổ động viên của các đội bóng cũng có mặt trong buổi khai mạc ngày hôm nay. Xin chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về chương trình khai mạc hôm nay bao gồm cá nhân, tập thể, các nhà tài trợ cho giải đấu, thưa các đồng và bà con nhân dân thân mến. Hòa chung với khí thế đoàn viên thanh niên của cả nước nói chung đang ra sức Tổ quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay tại sân cỏ HT thuộc khối 7 thị trấn Tam Quan, Ban chấp hành đoàn thị trấn Tam Quan phối hợp 2020, giải đấu lần này sẽ tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong toàn thị trấn, học hỏi hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên các chi đoàn và đoàn bạn. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân ngành thể thao thị trấn cùng chi ủy, chi bộ, chính quyền và các hội đoàn thể ở các. Tôi cũng đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phải phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, tạo nét đẹp văn hóa trong công bằng và đúng luật, tạo tâm lý thoải mái nhất cho các đội bóng tham gia. Và tôi tin tưởng rằng thành phần quan trọng không thể thiếu cho mỗi giải đấu là những cổ động viên hãy luôn cổ vũ nhiệt tình, tạo động lực thi đấu biểu cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe. Chúc giải bóng đá của chúng ta thành công. Tiếp theo chương trình xin mời vận động viên Nguyễn Công Túng đại diện cho vận động viên Hứa Quyết Tâm, xin mời. Ban tổ chức, tổ trọng tài cùng toàn thể các vận động viên tham gia giải bóng đá mở rộng phường Tam Quan năm 2020. Tôi là Nguyễn Công Túng thuộc đội bóng trường học của sở Tam Quan, xin đại diện cho toàn thể vận động viên xin hứa tham gia giải trên tinh thần là vô tư, trung thực, đúng luật, đúng điều lệ, cống hiến những trận đấu đẹp. Xin hứa. Quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đội bóng về tham dự giải, tôi tên Nguyễn Hữu Hoàng, xin thề sẽ làm việc trên tinh thần khách quan, vô tư, đầy trách nhiệm, đúng luật. Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng. Xin mời đại diện các đội bóng lên bên trên để nhận hoa từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Cường, đồng chí Trần Minh Bảo, đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên và đồng chí Trần Thị Thu Sương sẽ lên bên trên để tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng. Xin mời để nhận hoa từ ban tổ chức. Quyết tâm lập lại,
Cố gắng đá rồi, cấm rồi, cứ 1, 2, 3 cứ the nha. Diện các đội bóng à, xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng đội bóng khối 5. Trân trọng kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng nán lại để thưởng thức các trận đấu của buổi sáng. Rồi. Đây em cầm bông đây. Đây Tiều cầm bông về tặng cho người yêu. Thì ra thì trọng tài nhắc một xíu không? Thì chung luật sân nem thì đã áp dụng theo luật sân nem đúng luật nha. Y vậy, đã lộ 4 giây này. Rồi các cái tình huống trên sân đều đúng luật. Nha, bóng liên tục chứ không có tự động mà mình dừng là mất gạo. Chưa? Còn những cái quả bóng mà nếu mà người ta chưa giãn thì yêu cầu trọng tài coi. Nếu yêu cầu trọng tài tức là mình phải nói chứ trọng tài người ta lui ra để người ta lỡ đá nhanh nha. Có mấy tình huống đó thì chưa. Kính thưa quý vị, để chào mừng đại hội đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ 20 được sự cho phép của huyện đoàn Hoài Nhơn, được sự cho phép của ủy ban nhân dân thị trấn Tam Quan, hôm nay thị trấn Tam Quan tổ chức giải đoàn viên thanh niên mở rộng Thanh Đông. Số 6 Ngọc Quy, số 3 Thành Đạt, số 9 Xuân Thế, số 5 Và Văn Thọ, số 8. Trận đấu của mình sẽ bắt đầu. Kính mời quý đội trường Kinh Hợp được quyền phát bóng lên. Và đội trường Trung Hợp được phát đây cái nào có thể thắng không số hai không được rồi hậu vệ của trường của khánh nam được rất tiếc để đường truyền của cầu thủ số 10 cơ đội số 5 truyền nhân cầu thủ số đồng đội số 5 của khối 5 không theo kịp. Đội trường được thưởng quả đến đá viên. Đứng trong mắt nước này là số 2. Duy Tân xuất xa. Và không khó đối với thủ môn của đội số 5. Rất tiếc
Đào sân, không nào. Đây là chú bom của trường trung học cảm khá thành công một quả sức rất gần của tiền đạo đội có năm. Xin chào. Một lần nữa chú mong của đội trường đã phá thành công. Đội trường được hưởng quả đáp viên. Một. Đội của Nam được hưởng quả phạt góc. Và đội trường được hưởng quả phạt góc. Không, không qua được sự tẩu phá của bảo vệ của Nam. Và rút kỹ á. Bấm ra đi hết. Ở có 5 được thưởng quả và trọng tài đã yêu cầu cầu thủ chúng ta để bấm dừng. Và tiền đạo của đội khối 5 không thể được kịp được bấm. Vừa rồi đội trường phạm lỗi lỗi thứ nhất của trận đấu. Rất nhanh, một lần nữa chúng em Nguyễn Duy Tân của đội trường xuất sắc cảm phá thành công. Thanh tĩnh và cầu thủ số 10 của đội khối 5 phạm lỗi. Chúng tôi xin thông báo thế lực bóng đá của sân thì trong một hiệp đấu đội nào phạm lỗi thứ 6 sẽ được hưởng quả penalty. Một lần nữa Duy Tân đã hết thành công. Tiếp tục đá đi. Không sao. Rất tiếc vừa rồi cầu thủ rất nguy hiểm của đội trường trung học cơ sở điểm bắn nhưng rất tiếc cú điểm bắn quan không thành công. Khi nào
Một lần nữa, thiếu môn vô đề của thiếu môn Duy Văn rất xuất sắc. Thiếu môn được quyền phát bóng lên. Và đội trưởng được hưởng quả đá biên. Duy Tân, Duy Tân chuyên gia đây, xuất sắc. Và thủ môn Nguyễn Thái của đội khối 5 không còn được bóng. Thắng điểm. Và thành đạt đã chìm đóng nhưng đồng đội của anh không theo kịp. Chạy bánh mèo vẫn là thanh tĩnh. Chia cho đây. Đúng không? Không kịp rồi. Đứng phía khách nào bám qua chậm hậu vệ của đội trường đi hết đường biên và đội khối năng được hưởng quả phạt góc. Văn Mẫn tiếp tục một pha phạt góc. Không thành công. Bóng đi ra xa cầu môn. Đội trưởng được hưởng quả đá biên. Và đứng trước bóng này vẫn là Thanh Tĩnh. Tiếp tục là một pha. Cắt cái tay này em ơi. Thanh Tĩnh. Thanh Tĩnh không? Đá bóng vào trung tâm. Vừa rồi Văn Vĩnh đã không thành công trong pha tấn công của mình. Duy Tân xuất ra đáp ứng là không chính xác. Thiếu bộ và số 7 Văn Mẫn của đội khối 5 không chế không thành công. Không thành công hốt tiếp như này. Cầu thủ số 7 quá đồng đội cho nên là anh mất cơ hội như này cho đội khối 5. Và trong cúng của đội trường không chế thành công phản ứng của mình. Không à, bóng đã chạm vào sân hiến nhưng rất tiếc là bóng đã đi cột dọc trong găng tắc. Thành Đạt, Thành Đạt chuyền bóng ra đây. Bắn hết,
Dặn em, dặn đi. Lên nhanh tốt, ở dưới. Tết, tết. Đến. Khơi nào, bóng lòng lửa, sinh viên xuất sắc nhận rất tiếc, đánh phải chính xác. Ba khơi này, cuối cùng cầu thủ Trần Văn Mẫn cho đội Khế Ninh đã đưa bóng về lưới mở tỷ số cho đội Khế Ninh. Rồi, giao bóng này tiếp tục này. Và các nhà tài trợ, cầu thủ mở tỷ số xin được tặng một thùng bia quý nhân. Tiếp tục. Đứng trong lúc này là Văn Mẫn của đội Khế Ninh. Trọng tài yêu cầu các hậu vệ chúng ta đứng đứng chịu ly. Văn Mẫn, liệu Văn Mẫn xuất bóng hay là chuyền cho ai đây? Một pha dứt điểm rất gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Khế Ninh. Hai người, tiếp tục đây. Chung luôn. Không rồi. Bây giờ chắc là thiếu thủ của đội Khế Ninh xuất bóng, nhưng rất tiếc là cú sút của anh đã đi chệch cầu dọc.
Tiếp tục. Duy Tân. Thánh Tĩnh. Bán đi hết đường đường. Con bên nhập mờ. Đội thứ năm được quyền hội ý. Lần thứ nhất, quyền thứ nhất. Món thì chúng ta. Em tên gì ta? Em tên gì? Chúng ta vừa xem qua trận đấu rất là căng thẳng giữa hai đội. Hết màu hả? Và xuất bóng mình thích xuất bóng nhưng rất tiếc là cú sút quay lên lọt thành anh Minh trưởng truyền bóng nhưng rất tiếc là không chính xác. Một lần nữa Nam Hải đã nâng tỷ số lên 3-1 cho đội Thế Nam. Một pha solo rất đẹp mắt của đội cầu thủ Nam Hải Thế Nam. Và đến lúc này tổng tài Hiếu Hoàng đã kết quả kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Hiệp thi đấu thứ hai. Và giao bóng thực quyền về đội Trường. Và cầu thủ Xuân Hiến đã phạm lỗi. Đứng trước bóng lúc này là Văn Vĩnh, số 15 của đội Trường. Không thành công. Bám đã chạm vào hậu vệ số 9 của đội Phố Nam đi ra sân. Thánh Tĩnh đi về cho thủ môn. Thủ môn đi ra xuất sắc. Không thành công. Rất tốt một đường chuyền thông minh của cầu thủ số 9 nhưng đồng đội số 10 của anh không thể kịp được bóng. Duy Tân ném bóng ra không thành công. Nguyễn Tài Minh trưởng của đội Trường đã rút ngắn tỷ số 2-3 cho đội Trường Trung học cơ sở Tam Quan. Đã xuất bóng nhưng rất tiếc đám bị chặn vào điểm nối của Thiên Thần và đi ra ngoài.
Bắn nó chạm vào một hậu vệ của đội khối năm để hết đường biên. Của trường xin lỗi, của trường để hết đường biên và đội khối năm được hưởng quả phạt góc. Và thanh kính đám phạm lỗi đó mới cầu thủ của khối năm qua xong không vào đất tiếp. Tiếp tục là một quả đá phạt không thành công. Chuyên môn Duy Tân được thưởng quả đá biên. Chuyên môn lỗi đá biên. Chúng ta các cầu thủ chúng ta lưu ý là không đứng vào trong sân đá biên. Và cầu thủ số 9 Thành Đạt của đội số 5 đã đi đánh ra ngoài sân. Và đội trường cầu thủ quả đá biên. Và đội số 5 được bị phạt lỗi thứ 2. Nắm nó chạm tay. Nắm chạm tay cầu thủ Văn Mẫn. Và tiếp tục đội trường được hưởng quả đá phạt. Đá dính không thành công. Rất tiếc, hôm nay chúng ta có phản xạ kịp thời, đáng phát, chỉ xuất sắc trên cơ thể cầu thủ Thành Đạt và để cho nên được hưởng quả đá phạt góc. Và rồi và có thể Văn Mẫn đã ghi được hat-trick của anh trong buổi sáng hôm nay, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội khối năm. Rồi giao bóng tiếp tục này. Có lẽ như chúng ta có quan sát như vậy. Khối năm đội khối năm có chủ đề trẻ hơn, cho nên chúng ta thấy những đường bóng của các cầu thủ của năm nhanh nhẹn hơn và đội số năm được hưởng quả đá biên. Một cú sút về sân ngang nhưng các tiếng bóng không đi vào lưới. Và cầu thủ của đội số 5 để đóng quá 3 giây. Duy Tân 1 một hai đầu đó 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 hai Thành Đạt
Và rồi trường được hưởng quả phần gốc. Thanh Tĩnh, đứng trong bóng môn là Thanh Tĩnh. Xin lỗi Văn Vịnh. Bóng đã đi hết đường biên. Cầm phó đối với thủ môn Duy Tâm. Đóng đến Thanh Tĩnh. Số lần của đội đội số năm của đội Bắc không thành công. Duy Tân nắm đây đi hết đường biên. Thành Đạt và quân đi tiếp tục. Một lần nữa thưa ông Duy Tân. Thay bên kia, thay bên kia. Trường tiếp tục. Có người thay đúng người. Không có hôn ta nhá. Thay tự thay đi. Sân em mà sao lắm ta. Chập liêu. Không nào. Để dạy là con rồi. Không báo ông ta nha. Chứng kiến. Thanh Đạt. Chứng kiến. Xin lời đi. Và đội số 5 được hưởng quả đá biên. Đứng trong bóng lúc này vẫn là Văn Mẫn. Thanh Đạt, được không? Tiếp tục vào một khóa đá biên. Thanh Đạt. Chú Hiên, xuất trả. Và Duy Mẫn đã xuất sắc ôm lại một bóng. Được không? Chút. Một lần nữa. Một lần nữa chúng ta xem ra sự trở tài của hai cầu thủ số 10 và thứ 10 của hai cô đội trường. Tiếp tục một quả phần gốc. Bên trong mắt cũng lúc này rất là Thành Đạt. Ái mình là biết là giáo hệ đứa chắc đang tập dọn giáo hệ đứa. Không nào. Một cú sút xa nữa của Văn Mẫn. Nhưng rất tiếc cú sút xa đã đi chệch cầu dọc trong căng tóc. Duy Tân. Thắng cánh. Không thành công. Một cú sút của Văn Mẫn nhưng rất tiếc cú sút của anh đi chạy cầu dọc. Thủ chiến. Thành Đạt. Một. Đám đi hết đường đường. Và đội trường được hưởng quả phạt bóng lột. Duy Tân. Rồi.
bóng không qua khỏi hậu vệ số 6 của đội Công An. Chương kiến nhưng bắn nó chặn vào hậu vệ của đội trường chỉ hết đường biên. Và đội số 5 được quyền hậu ý lần thứ nhất của hiệp thi đấu. Như chúng ta đã quan sát, đội số 5 sở hữu các cầu thủ rất là chất lượng và đã ghi được nhiều bàn thắng, tạo ra những pha bóng đẹp. Và cầu thủ số 6 của đội số 5 đã bị đa. Tiếp tục quán bóng nó vào sân. Và rồi thủ môn của trường một lần nữa rất xuất sắc tặng vật thành công của chúng ta của tiếp tục đội trường được hưởng quả đá biên. Mặc dù cầu thủ của đội trường đã đi bắn vào lưới nhưng rất tiếc đây là không phải là đúng luật. Điểm đáp rất nghiêm nghệ của Hồng Vũ đã nâng tỷ số lên 5-3 từ đội của năm 5-2 xin lỗi 5-2. Có lẽ như là tuổi tác của các thầy đã lớn hơn cho nên chúng ta nhận thấy các thầy đã thấm mệt. Chúng ta hãy để bạn cho các thầy đủ sức thi đấu tiếp theo ạ. Một lần nữa thành đạt cho được biết khen vào và đông nóng một lần nữa đến đây tỷ số lên 6-2 và
đã nâng tỷ số của anh lên 4 bàn trong hiệp đấu này, trong trận đấu này. Các cổ động viên của trường nào ạ? Hãy cổ động cho các thầy đi rồi. Quấn mạnh, thanh đạt, trong phòng cầu. Wow, một lần nữa cầu thủ số 10 Hoàng Vũ của số 5 đã nâng tỷ số lên 8-7-2. Rồi tiếp tục này. Quấn mạnh. Hoàng Vũ. Hoàng Vũ vẫn 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 là những đôi chân nhanh nhẹn. Nguyễn Chiến. Nguyễn Chiến. Xuân Chiến. Và xuân Chiến. Hết bóng. Không vào. Bỏ tay ra. Mặc dù thế môn của đội trường rất xuất sắc, nhưng anh cũng không cảm phá nổi những pha đóng tấm tâm như vũ bão của đội của anh. Đến giờ phút này trọng tài Hữu Hoàng đã nhìn đồng hồ và đúng như vậy, trọng tài Hữu Hoàng đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai với tỷ số 7-2 nghiêng về đội số 5. Tiếp theo mời hai đội số 1 và đội số 4 ngoài sân các bạn cho hiệp trận đấu thứ hai buổi sáng hôm nay. Ngang rồi, mày đứng mày làm chứng cho mày, mày đá nữa mày, không đi mày đi Sài Gòn nữa đi. Chắc là không nổi, tiền được đâu. Trưởng các đội bóng cùng đông đảo vận động viên, cổ động viên, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân có mặt hôm nay.